Hey, xin chào các bạn. Hôm nay mình có mua hai cái tem rùa. Đây tem rùa đây. Và hai cái nón Asia. Không biết là hoa Asia nhập hoa Asia ấy không biết. Đây hai cái nón bảo hồng tư nha. Thì hôm nay mình sẽ dán luôn cho các bạn xem nó đẹp không nha. Thì thấy trên mạng thấy vợ nó cũng thích tem rùa lắm. Rồi, vậy là xong một cái nón bảo hiểm rồi nha.
Lấy tem 80 ngàn thôi, mình mua của Biker Việt Nam Shop ở Đà Nẵng. Đó, các bạn thấy đẹp không? Đây là một con rùa. Hiện tượng Rossi. Chỉ 80 ngàn thôi nha các bạn, 80 ngàn thôi. Miễn phí ship luôn. Hôm qua shipper giao mình 160 ngàn, không lấy tiền ship. Subscribe kênh của mình để mình làm những cái video clip sau được thú vị hơn nha. Cảm ơn các bạn.